Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước ở tiết 1 phần trắc nghiệm thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần trắc nghiệm rồi, chiếm 3 điểm ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần tự luận. Tự luận trong đây gồm có 3 câu em, chắc là em thằng đã làm rồi ha. Đề này thầy nói lại là mang tính chất tham khảo thôi nha, chứ không phải là thầy lấy một cái trường nào bất kỳ nào đâu nhá. Ok. Nói cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp cột A cột B đó. 1 2 3 4 A B C D. Như vậy thì ở đây á, khi đó 1 chúng ta tương ứng là gì này, 2 là gì, 3 là gì và 4 là gì, thì bây giờ chúng ta tiến hành đọc và chúng ta sẽ chọn phù hợp tương ứng các em nhé, hiểu chưa? Đó, bây giờ chúng ta thấy này, 1 là cồn để trong lò không khí bị bay hơi, A đây là chất tinh khiết 170 dBc, hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học. Nhưng mà các em thấy cồn để trong lò không khí bị bay hơi, khi mà các em thấy cồn mà nó bị bay hơi á, thì nó có bị biến đổi gì, bị phản ứng, bị có gì chất mới sinh ra gì không? À, không. Như vậy thì chứng tỏ nó chính là hiện tượng gì? À, nó chính là hiện tượng vật lý ha, hiện tượng vật lý. Như vậy thì ở đây một chúng ta sẽ chọn tương ứng là C. Đốt than trong không khí. À, đốt than trong không khí thì chứng tỏ than ở đây đó chính là carbon, các bạn. Than là carbon mà cháy nghĩa là cộng oxy thì tạo ra khí CO2, nghĩa là C cộng với oxy tạo thành CO2 thì chứng tỏ sinh ra chất mới. À, nó không còn là than nữa mà tạo ra khí CO2 thì đó chính là hiện tượng hóa học. Như vậy thì hai này chính là D. À, bạc nitrat có phân tử khối bằng. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tính cho các em phân tử khối của bạc nitrat này. Cho em xem này. À, nguyên tử khối của bạc là 108. Bạn nào chưa biết thì các em xem giùm thầy ở cái bảng trang 42. 108 này nhân bao nhiêu? Cái chỉ số dưới trong của bạc ở đây người ta không ghi, nghĩa là số 1. Ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là số 1 này. Nhân với 1 cộng này, tới lượt nitơ. Nitơ bao nhiêu? 14. Chỉ số dưới trong của nitơ ở đây người ta cũng không ghi, nghĩa là bao nhiêu? 1. Cộng oxy, oxy là 16, chỉ số chân của oxy đây là số 3. Ta nhân cho 3. À, rồi, bây giờ ta dùng máy tính ta bấm. 108 nhân 1 thì bằng 108. 14 nhân 1 bằng 14, cộng 16 nhân 3. 170 dBc thì chưa? Ok. Đơn vị carbon ấy. Như vậy chứng tỏ một điều là cái câu số 3 này sẽ là nói với B. Thì chắc chắn còn lại là gì? 4 sẽ là 10A. Nước cốc là chất tinh khiết. Ok. Xong. Hiểu đúng không nào? Yeah. Rồi. Tiếp tục em. Rồi ở đây người ta yêu cầu các em lập phương trình hóa học các phần sau và làm trực tiếp vào đề. À, lập phương trình nghĩa là chúng ta sẽ đi tiến hành cân bằng. Cân bằng. Ở đây là bari cộng oxy tạo thành là bari oxit. À, bari oxit. Ở đây các em thấy 3, ở đây là 1. Ở đây 1 đủ rồi. Ở đây O2 mà đây O, nghĩa là ở đây chỉ có 1 nguyên tử oxy thôi mà đây 2 nguyên tử oxy. Thì bên đây sẽ thiếu mấy? Bên đây sẽ thiếu 2. Khi bên này thiếu 2 thì kéo theo cái anh bari này phải thiếu mấy? Thiếu 2. Ở đây bằng. Câu B. Fe3O4 cộng CO, cái này mai mốt chúng ta được đọc đây chính là oxit sắt tử các em nhé. Oxit sắt tử. Công thức của nó là Fe3O4. Thế nào? Thì em để ý này. À, sắt chúng ta cân bằng kim loại trước, sắt ở đây 3 thì thầy thiếu ở đây 3. Tới phi kim, ở đây carbon này, carbon đủ à. Ở đây carbon bond đủ rồi, giờ tới oxy. Ở đây 4. Ở đây là 1 là 5. Mà đây có 2 à. Thì giờ làm sao nhỉ? Ừ. Kem tính sao đây? Như vậy thì ở đây 4, đây 5, đây 2. Thì kem nhớ này, chúng ta thêm ở đây là 4. Carbon này 4, đây 4. Thì oxy đây 4 với 4 đây là 8 oxy. 4 x 2 là 8 đủ. Carbon này 4, đây 4 đủ. Xong. Nhớ không thầy nha. Tiếp tục. KClO3
Đây là đọc là cái tên gọi nó là kali clorat nhé, kali clorat muối. Đây là kali clorua này, cộng oxy. Ở đây O3 nhớ này. O ở đây là 3, O đây là 2 thì bòi ở đây là 6. 6 chia hết cho 6 chia cho 3 thì được 2. 6 chia 2 thì được 3. Chứng tỏ kem lấy 6 chia cho 3 thì được 2 nhân ở đằng trước đây 2. 6 chia cho 2 đây được 3 nhân ở trước đây cho 3 thì chứng tỏ oxy này đủ, 2KCl, 2KCl này đủ. Hiểu chưa? Tiếp tục. Mũi tên ở chỗ đây nha. Nhôm cộng đồng sunfat tạo thành nhôm sunfat cộng với đồng. Thì em thấy này, nhôm ở đây 2 thì đây thầy thêm 2, thấy nhôm không? Đó, tiếp tục. Cả cái nhóm này, cả cái nhóm nguyên tử SO4 này là 3 lần thì thầy thấy không? Cả cái nhóm SO4 này thì có một lần thôi thì cân bằng đây là 3. 3 đồng ở đây thì chỗ đây 3 là đủ. Đáng lẽ thầy ghi chỗ đây nhưng mà nó hết giấy, nó rớt xuống đây này. Hiểu chưa? Ok, rồi. Xong câu số 2. Ta đi sang câu số 3 đi em nha. Rồi, ta đi sang câu số 3 các em ơi. Câu số 3. Cho 4,8 gram kim loại magie tác dụng hết với dung dịch axit chlorhydrid HCl theo phương trình phản ứng này. Ta ghi phương trình lại. Magie chlorua cộng hydro. Lập phương trình hóa học của phản ứng trên. Lập phương trình hóa học nghĩa là chúng ta đi cân bằng. Như vậy ở đây chúng ta thấy magie magie đủ rồi, clo 2, hydro 2 thì chứng tỏ ngay chỗ đây ta thêm 2 được. Người ta yêu cầu các em là tính khối lượng của magie clorua tạo thành ha. Câu B này. Người ta yêu cầu các em tính khối lượng của MgCl2 tạo thành bằng bao nhiêu. Thì ở đây các em thấy có một dữ kiện là khối lượng của kim loại của magie. Thì chứng tỏ người ta cho ở đây á, để chúng ta đi tính thì tính số mol. Tính số mol của kim loại magie như vậy thì đầu tiên chúng ta đi tính magie sẽ bằng 4,8. Nguyên tử khối của magie. Nguyên tử khối magie bằng bao nhiêu? Bằng 24 thì sẽ bằng 0,2 mol. Đúng không? Ta nhìn này. Ở đây theo tỷ lệ đây là 1 mol này. Cái hệ số này 1 này, 2 này, 1 này, 1 này. Nghĩa là người ta không viết cái hệ số đằng trước đây, nghĩa là 1 1 2 1 1 thôi chứ nào. 1 mol đây, 2 mol ở đây, 1 mol đây, 1 mol. Nghĩa là gì? Cứ 1 mol magie cộng với 2 mol HCl thì sẽ tạo thành 1 mol này và 1 mol này. Dựa trên phương trình phản ứng thì chúng ta thấy số mol của anh MgCl2 sẽ bằng số mol của magie. Tiếng ghi là theo phương trình phản ứng, số mol của MgCl2 sẽ bằng số mol của magie và sẽ bằng là 0,2 mol. Được chưa? Ok. Em hiểu không? Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra cái khối lượng của MgCl2 sẽ bằng số mol của MgCl2 nhân cho khối lượng mol của MgCl2. Bây giờ chúng ta thế số vô. Số mol ta vừa mới tính là bằng 0,2. Magie là 24. Clo là 35,5 nhân 2 này cộng 24 này. 95. Cái này 95 nhân 0,2 19 gam. Em hiểu không? Em đừng hỏi thầy là số 95 này đâu ra nhá. Đó chính là khối lượng mol của Mg, gọi là phân tử khối đấy. Phân tử khối của MgCl2 là bằng 95 đó. Câu C, tính thể tích khí hydro điều kiện tiêu chuẩn. Thì các em thấy này, ở đây 0, mấy? Đây 0,2 mol này, thì đây sẽ là 0,4 mol, gấp đôi lắm. Đây bằng 0,2 mol, đây bằng 0,2 mol. Chứng tỏ số mol này sẽ bằng số mol magie. Câu C, ở đây chúng ta cần đi tính thể tích điều kiện tiêu chuẩn. Kem ghi này là theo phương trình phản ứng, ta có số mol hydro thì nó sẽ bằng số mol của magie bằng 0,2 mol. Từ đây thể tích của hydro sẽ bằng số mol hydro nhân cho 22,4.
nên thể tích của hydro sẽ bằng 0,2 nhân 2 2,4, đúng không? Sẽ bằng 4,48 lít. Vậy thôi. Bài số 3. Các em hiểu chưa nào? Ta đi lên bài số 4 luôn nha. Bài số 4. Một oxit, ở đây người ta ghi như này, một oxit của lưu huỳnh có thành phần 100, 50% lưu huỳnh này, oxy cũng là 50. Biết oxit này có khối lượng mol phân tử là bao nhiêu? 64 gram trên mol. Hãy tìm công thức hóa học của oxit đó. Ha. Thì oxit của lưu huỳnh thì bước đầu tiên á, để chúng ta đi tìm á, nghĩa là chúng ta đi tìm chỉ số dư trong của nó. Chúng ta sẽ đặt công thức hóa học của cái oxit đó, đó chính là SXOE. Nghĩa là mục đích là đi tìm X và Y này. Hai cái này người ta gọi là chỉ số dư trong. Các em hiểu nào? Đó. Thì ở đây các em thấy này, lưu huỳnh đây là chiếm 50%, oxy chiếm 50%, và khối lượng mol nó là 64. Phải nào? Thì ở đây các em thấy này, ở trong đây nó có mấy nguyên tử? Có hai nguyên tử lưu huỳnh và oxy. Để tính nguyên tử khối nó, ở đây chúng ta lấy X nhân cho 32, đây Y nhân cho 16. Thằng này chiếm 50%, thằng này chiếm bao nhiêu? 50%. Và cái khối lượng mol ở đây á, nó ra được là bao nhiêu? 64 gram trên mol. Thì ta có, theo đề bài ta có. Ta có là gì? Lấy X nhân 32 chia bao nhiêu? 50%. Nó sẽ bằng là gì? 16 nhân Y cũng bằng 50%. Và sẽ bằng khối lượng mol là 64 chia cho ở đây 100%. Khi đó chúng ta sẽ giải ra đi tìm XY. Bài này có rất là nhiều cách làm em. Tí thầy sẽ bày cho em một cách nữa. Ở đây chúng ta lấy cặp này bằng cặp này ha. Ta giải theo cái dãy tỷ số bằng nhau em, là nó sẽ ra được X và Y thôi. Từ này X nó sẽ bằng này, lấy 50 nhân 64 chia cho 32 nhân cho 100. Thì ở đây em thấy X sẽ bằng 1, đó, rút gọn. Trường này suy ra Y sẽ bằng là 50 nhân 64 sẽ bằng 16 nhân cho 100. Thì cái này chắc chắn sẽ bằng 2. Vậy công thức hóa học là chính là SO2. Đây là cách 1 nha, cách 2 này. Thầy cũng đặt cái công thức là SXOY. Bây giờ các em thấy là cái khối lượng mol nó bằng 64 gram trên mol phải không? Thì chúng ta có là 16X cộng 3, thầy nói, xin lỗi, 32X cộng 16Y sẽ bằng 64. Từ này X này sẽ bằng 64 trừ 16Y chia cho 32. Sau đó chúng ta sẽ lập bảng ra. Ở đây Y và đây X. Ở đây Y ta thế 1, 2, 3 vô, ra được tương ứng X. Ta thế vô nha, ví dụ 1, Y bằng 1 là 64 trừ 16 bằng chia cho 32. Nó là một số nguyên nên là đây 1,5 là loại này. 2 thì chắc chắn ở đây sẽ bằng 1 này. Ta thế 3 vô, 16 nhân 3, cái lấy 64 trừ cho 48 bằng chia ở đây cho 32 là bằng 0,5, đúng không? Bằng 0,5. Thì chúng ta chỉ có thể chọn được cặp này thôi. Cách 2 này, bạn nào không thích trình bày cách 1 thì trình bày cách 2 vẫn được nha. Trong một bài làm á có rất là nhiều cách làm, miễn sao nó vẫn đúng anh em nhé, vẫn đúng. Nhưng mà theo thầy nghĩ game tốt nhất nên làm theo cách 1, tại vì chúng ta tận dụng được tất cả dữ liệu của bài toán nha.
Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.